Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 1955, 27 tháng 2 2022, chiều nay, Bí thư tỉnh quỹ Lê Quốc Phong đến thăm chúc mừng tập thể y bác sĩ Trạm Y tế xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh. Trạm Y tế xã Mỹ Hiệp hiện có 10 y bác sĩ đang làm nhiệm vụ khám chữa bệnh cho y sĩ Nguyễn Tấn Đức, phó trưởng trạm phụ trách điều hành. Tại đây, Bí thư tỉnh quỹ cùng các thành viên trong đoàn đã nghe đại diện lãnh đạo Trạm Y tế báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2021, lắng nghe và chia sẻ những khó khăn vất vả của đội ngũ nhân viên y tế. Bí thư tỉnh ủy trân trọng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực đóng góp của nhân viên y tế tuyến cơ sở trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 thời gian qua. Nhân ngày truyền thống thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Bí thư tỉnh ủy chúc các y bác sĩ luôn vui tươi mạnh khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc trước nhân dân, phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện tốt lời dạy của bác Hồ về y đức, đồng thời đề nghị ngành y tế, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn cho các y bác sĩ, nâng cao nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại Quỹ ban nhân dân quyền Cao Lãnh vào chiều nay, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang tiếp về làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Tri Hiêu về đề xuất đầu tư dự án phát triển chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Đồng Tháp. Công ty dự kiến sẽ xây dựng và triển khai dự án nuôi cá giống và xây dựng chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản cá da trơn xuất khẩu. Hiện công ty đang tìm kiếm địa điểm triển khai dự án và vừa khảo sát vị trí tại quyền Cao Lãnh. Tại buổi làm việc, công ty mong muốn phía tỉnh Đồng Tháp cung cấp thêm thông tin để đơn vị nghiên cứu. Ông Trần Trí Quang thống nhất chủ trương về đề xuất của công ty, đồng thời cho biết các tra là một trong những ngành hàng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp và địa phương đang có nhu cầu phát triển chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản, nhất là khâu chọn con giống. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan tiếp và làm việc với ông Kakasu Sogo, Tổng giám đốc công ty cổ phần BGT Holdings, đại sứ thiện chí tỉnh Okinawa, Nhật Bản về kế hoạch hợp tác trong năm 2022. Ông Kakazu Soko mong muốn trong năm 2022 sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối các đoàn Nhật Bản đến khảo sát làm việc tại tỉnh về vấn đề nguồn nhân lực, hợp tác với các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh để thực hiện chương trình thực tập cho ngành điều dưỡng, công nghệ thông tin, các lĩnh vực chuyên nghiệp cần như kế toán và kỹ sư điện, trao đổi về sản xuất năng lượng tái tạo và sản xuất năng lượng tự nhiên xuất khẩu một số phụ phẩm nông nghiệp sang thị trường Nhật Bản để phục vụ cho ngành chăn nuôi, thử nghiệm công nghệ kỹ thuật của công ty Nhật Bản và sử dụng công nghệ AI tại tỉnh Dân Dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Vũ cảm ơn công ty cổ phần VGT Holdings đã quan tâm, tìm hiểu và đề xuất hợp tác nhiều lĩnh vực mới với tỉnh, đồng thời khẳng định bên cạnh việc thực hiện tốt các lĩnh vực đã hợp tác với công ty trước đó, tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để đơn vị triển khai hợp tác các dự án mới trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ông Đoàn Tấn Bửu mong muốn đơn vị sẽ xúc tiến nhanh hơn việc hợp tác phát triển nguồn nhân lực, nhất là trong lĩnh vực y tế. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề xuất công ty quan tâm đến đầu tư hợp tác trong lĩnh vực xử lý rác thải sinh hoạt. Sáng nay, tại huyện Quỹ Cao Lãnh diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh Quỹ về công tác cán bộ với sự tham dự của đồng chí Trần Trí Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động chỉ định đồng chí Quỳnh Văn Dinh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cao Lãnh nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời giới thiệu ứng cử để Hội đồng nhân dân Quyền Cao Lãnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh nhiệm kỳ 2021-2025. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Trí Quang đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ quyền Cao Lãnh tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Quỳnh Văn Dinh phát huy năng lực sở trường công tác, đồng thời tin tưởng với truyền thống đoàn kết quyết tâm, quyền Cao Lãnh sẽ có những bước phát triển mới. Trong ngày hôm nay, tỉnh ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 mới. Cộng dồn đến nay là 47.981 ca. Số bệnh nhân COVID-19 hiện đang điều trị là 2.708 ca. Trong đó, số bệnh nhân nặng rất nặng đang điều trị là 69 ca, số bệnh nhân hoàn thành điều trị 31 ca, cộng dồn 44.294 ca. Có một ca tử vong trong ngày, cộng dồn đến nay là 970 ca.